là thư sư ví như người đang nghe pháp mà mình làm thêm việc khác như việc nhà chẳng hạn, lúc ấy có bị sai không ạ? Thì xin thưa với quý vị á, nói một cách, nếu mà nói một cách nghiêm túc á, nói một cách nghiêm túc á, thì cái nào ra cái đó. Khi mà chúng ta nghe pháp, nếu chúng ta tôn trọng pháp á, thì chúng ta không làm bất kỳ chuyện gì ngoài ra đó, không làm bất kỳ chuyện gì ngoài ra. Tuy nhiên á, đó là nói theo, dựa theo kinh tạng, có nghĩa là chúng ta tôn trọng pháp. Khi mà nghe pháp là chúng ta phải, thậm chí là chúng ta phải trang nghiêm đó, chúng ta không làm bất kỳ một chuyện gì khác để cho cái tâm của chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào pháp. Và như thế thì pháp nó mới có thể thấm nhuần, mới có cơ hội mà chúng ta tiếp cận một cách hoàn hảo nhất. Giống như một cái thửa ruộng mà muốn được gieo trồng, chúng ta muốn gieo trồng mà chúng ta muốn được cái sự thu hoạch tốt nhất, thì chúng ta phải xới ruộng, loại bỏ đi những cái cỏ, loại bỏ đi rác, loại bỏ đi đá sỏi đó, rồi chúng ta lựa chọn những hạt giống tốt nhất, rồi sau đó chúng ta bón phân, chúng ta trồng, chúng ta bón phân, chúng ta tưới nước, chúng ta chăm sóc, chúng ta bắt sâu bọ. Thì như vậy đó, chúng ta mới có được một cái mùa thu hoạch bội thu. Cũng như vậy, khi nghe pháp á, cái điều kiện tốt nhất như sư nói, phải làm sạch ruộng, loại bỏ cỏ, loại bỏ đá sỏi, làm cho đất tơi xốp. Có nghĩa là gì? Tương tự như khi chúng ta nghe pháp, chúng ta loại bỏ đi những cái phiền não, những cái ưu tư về gia đình, về những cái phiền não về tham, về sân, ham, những cái ham thích chúng ta tạm gác lại một bên, những cái sự nóng giận chúng ta tạm gác lại một bên đó, những cái phiền não nói chung chúng ta gác lại một bên hết đấy. Thì sau đó đó, chúng ta mới lựa chọn những cái hạt giống tốt nhất chúng ta gieo, cũng tự như chúng ta lựa cái những cái bài pháp có chất lượng, chứ không phải là những cái bài mà nghe chơi cho vui đó, mà có chúng ta lựa, biết lựa chọn, như là những cái lớp kinh tạng đó, nghe chọn rồi sau đó chúng ta tích cực, chúng ta chăm sóc, chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta loại bỏ đi những cái con sâu hại đó, rồi chúng ta tưới cây. Cũng như cái việc tưới cây nó cũng ví như cái sự tưới tẩm cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe bằng một cái sự tập trung, chúng ta nghe mà chúng ta có cái sự ghi chép để chúng ta có thể nhớ lại. Và loại bỏ sâu bọ nó tương tự như là chúng ta vẫn tiếp tục loại bỏ những cái cấu uế, những cái ô nhiễm của tâm. Ví dụ như chúng ta đang nghe pháp như vậy đó, mà những cái gì đó khiến cho chúng ta phân tâm thì chúng ta loại bỏ nó đi. Thì như vậy, một người làm ruộng mà đạt được cái sự bội thu cũng vậy. Khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ đạt được cái sự tiếp thu tối đa khi chúng ta nghe một bài pháp đó. Đó, rồi đó là sư căn cứ theo pháp mà sư nói, căn cứ theo kinh mà sư nói. Còn bây giờ về tình, về lý, bây giờ nói về tình đi. Dù sao đi nữa đó, khi mà quý vị quét nhà, quý vị đi làm, quý vị làm cái này làm cái kia đó, thậm chí sư xin thưa, thậm chí quý vị đã đi ngủ khó ngủ quá, muốn có ai đó lải nhải mình lỗ tai đó, thì thay vì quý vị mở nhạc, thay vì quý vị mở những cái kể chuyện ma, cái chuyện hài, thay vì quý vị mở những bất kỳ một cái âm thanh nào khác, thì nó đa phần là nó âm thanh bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ kích thích cái tâm tham muốn, hoặc nó kích thích cái lòng ganh tị bỏng sẻn, hoặc nóng giận bất mãn bất bình vân vân, hoặc là nó kích thích những cái sự suy nghĩ viển vông đó. Thì như thế, thay vì chúng ta nghe những âm thanh nó khiến cho tăng trưởng tham, tăng trưởng sân, tăng trưởng si, thì chúng ta mở, chúng ta nghe pháp, dầu cho chúng ta nghe bằng một cái sự không tập trung, nghe trong khi chúng ta vẫn đi làm việc, trong khi chúng ta vẫn cứ ô nhiễm, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn tốt hơn là chúng ta nghe một cái gì đó mà nó làm cho chúng ta tăng trưởng tâm bất thiện. Cho nên ý, tóm gọn lại, điều kiện tốt nhất là vẫn không nên làm bất kỳ chuyện gì mà nên tập trung nghe pháp. Nhưng
dù sao đi nữa thì có còn hơn không ha. Thay vì chúng ta làm việc, chúng ta mở những cái gì đó khiến cho tâm bất thiện phát triển, thì chúng ta mở pháp đó.